Mì Trộn Bắc Kim Thang hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Quà ơi, con có trong đó không Quà? Gì mà mẹ bị bệnh rồi, con không qua cào gió cho mẹ luôn. Nhưng mà con có biết cào. Mẹ, hôm nay con nhỏ con thấy mẹ bệnh sao? Mẹ mệt trong người quá. Bây giờ không có ba con ở nhà, còn có mình con. Con qua con cào gió cho mẹ nha. Đi mà, hôm nay con nhỏ thấy mẹ bệnh sao? Nhưng mà con không biết cạo. Cạo gió dễ mà. Mẹ chỉ cho. Bên phòng của mẹ có dầu sẵn rồi á. Có gì con cầm cái gì qua con cạo gió cho mẹ nha. Mẹ đợi con á. Vô đi con. Vô nữa hả mẹ? Có gì đâu mà con sợ chứ vậy? Con định ăn cái gì hả? Con đâu có ăn gì đâu. Sao con nghe buồn? Sao mẹ nói đem gì cũng được? Làm nghề tử nó không đem bỏ đi. Mình ăn cái gì không hả? Dầu ở trên bàn kìa. Con đem bỏ đi đi. Con bắt chân cho mẹ trước đi. Xích lên trên xíu đi con. Bóp gì đâu mà nhẹ xìu vậy. Lên trên một xíu đi. Mẹ nhức chân quá. Xích lên đó mẹ. Đùi mẹ cũng nhức nữa. Ở đây nè. Con bóp lên trên này cho mẹ đi. Thôi vậy được rồi mẹ. Vậy thôi. Nhớ cho mẹ. Xuống xa xíu nữa đi, nhìn lại. Con kia hướng về sau xuống xíu đi cho mẹ xem. Cậu ngủ lên xíu. Mẹ làm gì mẹ? Mẹ cạo gió cho con nè. Con đâu bệnh gì đâu mà phải cạo. Thì con cạo gió cho mẹ mà. Thì mẹ cạo gió cho con. Con hả? Con nghe nè mẹ. Phòng của mẹ có sữa tắm rồi. Con mang lên cho mẹ đi không? Thôi con không làm nữa đâu mẹ. Con tin là mẹ sẽ nói ba cái chuyện bữa không? Thôi mà mẹ. Con năn nỉ mẹ á. Đừng có nói mà mẹ. Chị đi đem sữa tắm nhanh cho mẹ đi. Mẹ đang đợi nha. Nhanh đi.
mẹ ơi, con để đây nha mẹ. Con để đó, sao mẹ lấy được? Con đem xét cho mẹ đi. Mà mẹ đang tắm hả? Nhưng mà mẹ có bước khăn mà. Con vô đi không sao đâu. Chắc không nha mẹ. Lẹ đi, để mẹ lặng nè. Con ngủ đi con. Xếp cho trong này mẹ mới lấy được. Tới đây được chưa mẹ? Sao xuống ngủ đi, mẹ có bước khăn mà con đừng có sợ. Nhưng mà có cháu không mẹ? Không tin con quay lại thử coi. Sâu một xíu nữa đi con. Thôi con quay lại trong luôn nha mẹ. Con định quăng lên đầu của mẹ luôn hả? Xếp cho xíu nữa đi con, mẹ đấy không tới nha. Xếp lên gần mẹ đi. Xếp gần mẹ nữa đi con. Bữa nay tôi mệt nên là tôi cho cô ngủ sớm á. Cô mệt á? Vậy để con nấu cháo cho cô ăn. Khỏi. Cô uống nước chanh nha cô. Tao đã nói là khỏi rồi mà. Vậy thôi con chạy ra tiệm thuốc tây không thuốc cho cô uống. Tôi đã nói là tôi uống rồi mà. Mày chỉ có cái việc á là đi ngủ sớm giùm tao. Đừng có làm phiền hay giùm cái. Nhưng mà cô bệnh vậy rồi ông chủ ông la con. Tôi đã nói là đi xuống ngủ sớm. Nhớ là không có được ra đây nha chưa. Sao vậy mẹ? Bà còn có đi thượng tái xuống rồi. Ông ở nhà với mẹ gì hết. Chứ là bà con hết thương mẹ rồi. Có đâu, mẹ đừng có suy nghĩ nhiều. Bà thương mẹ nhiều lắm. Buồn bỏ mẹ một mình hứng mẹ lên. Mẹ nghĩ chắc bà con có người khác quá. Thôi mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa. Bà con thương mẹ lắm. Sao con biết được? Vì có ba con thì không có mẹ đâu. Mẹ hết hồn à. Thôi, con uống đi. Dạ. Dạ. Hôm nay là mẹ buồn đó. Con làm sao vậy? Sao mà rượu này nó lạ quá vậy mẹ. Tự nhiên đau đầu dữ vậy ta, chắc xỉu quá à. Ăn đi con, ăn đi. Dạ, con cảm ơn ông. Ông cái gì? Ba chồng, nghe chưa?